Trong những năm gần đây, xu hướng thẩm mỹ ít xâm lấn đang trở nên phổ biến. Đây cũng là nội dung chính được cập nhật tại Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục chủ đề Thẩm mỹ nội khoa do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, những thủ thuật thẩm mỹ ít xâm lấn được lựa chọn nhiều nhất hiện nay là tiêm chích botulinum toxic hay chất làm đầy. Những phương pháp này giúp bệnh nhân ít tốn thời gian để nghỉ dưỡng, có thể sinh hoạt và làm việc sớm sau khi thực hiện. Việc đào tạo bài bản chuyên sâu cho các bác sĩ thẩm mỹ với xu hướng này là vấn đề được đặt ra để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Phải có sự đào tạo bài bản chính quy cũng như là cập nhật kiến thức và phải là do bác sĩ thực hiện. Ngoài những cái kỹ thuật tiêm chích thì còn những cái có thể ứng dụng những công nghệ hiện đại như là laser ánh sáng hoặc là các thiết bị phát năng lượng khác trong trẻ hóa da cũng như là chỉnh sửa một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ. Nhiều báo cáo có giá trị thực tiễn được trình bày tại hội nghị như ảnh hưởng môi trường sống lên sự lão hóa da, chống nắng không chỉ chống tia UV, điều trị rám má tại sao kết hợp đa phương thức, ứng dụng kết hợp chất làm đầy trong điều trị sẹo rỗ do mụn. Đây là cơ hội để các bác sĩ gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và chia sẻ các thông tin cập nhật trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, đem lại các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả cho người bệnh và khách hàng.